quý vị và các bạn đến với những tin tức mới nhất về tình hình dịch COVID-19 sáng ngày 22 tháng 9 trên kênh tin nóng 24 giờ mới nhất. Bản tin hôm nay gồm có những tin chính sau đây. Trong một tháng, từ khi phát hiện ca mắc đầu tiên, điểm nóng COVID-19 phức tạp nhất Hà Nội vẫn ghi nhận người nhiễm. Tiếp tục phát hiện 112 F0 ở thành phố Hồ Chí Minh lưu thông ngoài đường, được yêu cầu khẩn cấp cách ly tập trung và tại nhà. Bà Rịa Vũng Tàu ghi nhận thêm 13 ca nghi mắc COVID-19 mới, 4 ca ngoài cộng đồng ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng tăng trở lại, tiếp tục phát hiện 2 ca ở cộng đồng. Tiết lộ nguyên nhân khiến nhiều người mắc COVID-19 dù đã tiêm đầy đủ vaccine. Dịch diễn biến phức tạp, nhiều tổ trưởng dân phố, nhiều tổ trưởng dân phố ở thành phố Hồ Chí Minh áp lực đến mức phải bỏ việc. Mỹ quyết định tặng thêm 500 triệu liều vaccine Pfizer-BioNTech cho các nước. Sau đây, mời quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết. Tháng từ khi phát hiện ca mắc đầu tiên, điểm nóng Covid-19 phức tạp nhất Hà Nội vẫn ghi nhận người nhiễm. Thưa quý vị, Sở Y tế Hà Nội ngày 22 tháng 9 cho biết trong 12 giờ qua, thành phố ghi nhận một ca Covid-19 mới có địa chỉ tại Thanh Xuân đã được cách ly. Đó là chị P, 36 tuổi, ở phường Thanh Xuân Trung Thanh Xuân, chị là F1 của bệnh nhân ca đã được cách ly tập trung tại Đào FPT, khu công nghệ cao Hòa Lạc. Ngày 20 tháng 9 chị đã xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính. Đến nay, sau tròn một tháng phát hiện ca mắc đầu tiên, ổ dịch phường Thanh Xuân Trung đã ghi nhận 590 ca mắc COVID-19. Tại cuộc họp chiều qua, cơ quan chức năng báo cáo phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân còn 4 điểm phong tỏa và đến nay cơ bản không còn phát sinh F0. Phường đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm lần thứ 10 cho người dân trong khu vực phong tỏa. Hôm 20 tháng 9, Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân quy định thành lập khu vực cách ly y tế ngõ 328, ngõ 330 Nguyễn Trãi, từ số nhà 326 đến dãy nhà số 328 và dãy nhà số 332 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung để phòng chống dịch Covid-19. Thời gian cách ly y tế từ 14 giờ ngày 20 tháng 9 đến 24 giờ ngày 28 tháng 9, 8 ngày. Trước đó ngày 23 tháng 8 quận Thanh Xuân đã thành lập khu vực cách ly y tế ngõ 328, ngõ 330 đường Nguyễn Trãi từ 14 giờ ngày 23 tháng 8. Khu vực phong tỏa có khoảng 700 hộ dân với hơn 2.000 nhân khẩu. Từ tối ngày 1 đến ngày 3 tháng 9, quận Thanh Xuân đã di rời gần 1.200 người dân trong khu vực phong tỏa ngõ 328 đến 330 Nguyễn Trãi đến hai khu cách ly tập trung tại huyện Thạch Thất. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 từ 27 tháng 4 đến nay 3.945 ca, trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.598 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.347 ca. Tin nguy hiểm, tiếp tục phát hiện 112 F0 ở thành phố Hồ Chí Minh lưu thông ngoài đường, được yêu cầu khẩn cấp cách ly tập trung và tại nhà. Thưa quý vị, mới đây, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh họp báo định kỳ cung cấp thông tin tình hình trên địa bàn thành phố 24 giờ qua. Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục cung cấp số liệu phát hiện các F0 lưu thông qua các chốt kiểm soát. Đại diện công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 29 tháng 8 đến 20 tháng 9, qua phần mềm VNEID, công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện 607 lượt nghi nhiễm đi qua các chốt kiểm soát trên địa bàn thành phố. Trong đó, 406 lượt đi qua nhiều chốt nên thông tin trùng lặp. Với những trường hợp trên, công an thành phố đã xác minh 199 trường hợp còn hai trường hợp đang tiếp tục xác minh. Trong 199 trường hợp có 112 trường hợp F0, trong đó 78 trường hợp đã phối hợp đưa đi cách ly tại nhà, 34 trường hợp đưa đi cách ly tập trung, 52 trường hợp qua xác minh không phải F0, có 35 F0 đã khỏi bệnh. Ngoài ra, đại diện công an thành phố Hồ Chí Minh cho hay, với 199 trường hợp trên, 69 trường hợp được cấp giấy đi đường, 19 trường hợp không có giấy đi đường, 81 trường hợp được miễn cấp giấy đi đường. Sau khi xác định các F0, công an thành phố đã chỉ đạo thu hồi 11 giấy đi đường, 31 trường hợp không thuộc diện phải thu hồi. 14 thuộc trường hợp chưa thu hồi được do đang cách ly, còn lại các trường hợp khác đang tổ chức thu hồi. Ở những buổi cung cấp thông tin cho báo chí trước đó, Phó trưởng phòng tham mưu công an thành phố Lê Mạnh Hà cho biết thêm, tất cả các trường hợp F0 lưu thông đang lưu thông đã lưu thông trên đường. Công an thành phố Hồ Chí Minh đều yêu cầu giả soát kiểm tra để xác định có hay không việc cố tình vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên đến nay, công an thành phố chưa phát hiện trường hợp F0 nào cố tình vi phạm. Các trường hợp F0 khi lưu thông đều không biết mình là F0, ông Hà nhấn mạnh. Theo Thượng tá Hà, do có độ trễ, từ lúc đi lấy mẫu xét nghiệm đến khi có kết quả dương tính, rồi các danh sách F0 cập nhật và dữ liệu quốc gia dân cư. Có khi phải 5 ngày mới cập nhật. Do vậy, khi lưu thông trên đường, các trường hợp F0 này không biết mình đang là F0. Tiếng tiếp theo, Bà Rịa Vũng Tàu ghi nhận thêm 13 ca nghi mắc COVID-19 mới, 4 ca ngoài cộng đồng. Thưa quý vị, tối ngày 21 tháng 9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, tỉnh này ghi nhận 13 ca nghi mắc COVID-19 mới, đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân. Cụ thể, thành phố Vũng Tàu có 8 ca, trong đó 3 ca trong khu cách ly tập trung, 2 ca tại Bệnh viện Vũng Tàu, 2 ca tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ, 1 ca trong khu vực phong tỏa phường Thắng Nhì, 4 ca ghi nhận ngoài cộng đồng, 3 ca tại phường 11, 1 ca tại phường 12. Thủy Long Điền ghi nhận 5 ca, 4 ca trong khu cách ly tập trung, 2 ca tại trường tiểu học Lê Lợi, 2 ca tại trường trung học phổ thông Minh Đạm, 1 ca trong khu vực phong tỏa tại thị trấn Long Hải. Lực lượng chức năng đang tiến hành truy vết F1, F2, F3. Số ca khỏi bệnh trong ngày 21 tháng 9, 24 ca. Tỷ lệ khỏi bệnh ở Bà Rịa Vũng Tàu 88,89%. Số người cách ly tập trung 830 trường hợp. Số lượng ca dương tính với SARS-CoV-2 từ 28 tháng 6 đến nay, 3.943 ca. Sau gần 2 tháng áp dụng chỉ thị 16 với mức độ cao, ai ở đâu ở đó, tại thị trấn Long Hải, ngày 21 tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có quyết định dỡ bỏ phong tỏa 4 trên 12 khu phố thuộc thị trấn Long Hải. 8 khu phố tiếp tục thực hiện phong tỏa vì vẫn còn ghi nhận ca mắc mới. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh tại một số xã, phường, thị trấn vẫn còn ở mức nguy cơ, nguy cơ cao, nhất là 8 khu phố thuộc thị trấn Long Hải, thị trấn Long Điền, xã An Ngãi, huyện Phước Hưng và một số phường thuộc thành phố Vũng Tàu. Các vùng vàng, vùng xanh đan xen nhau, vẫn còn nguy cơ lây nhiễm từ vùng vàng sang các vùng xanh. Tính đến ngày 21 tháng 9, Bà Rịa Vũng Tàu không còn vùng đỏ. Hiện chỉ còn 3 vùng cam, 9 xã phường thị trấn vùng vàng và 70 xã phường còn lại không có dịch COVID-19 vùng xanh. Bà Rịa Vũng Tàu đề nghị các sở ban ngành, các đoàn thể chính quyền địa phương bám sát mục tiêu của ban chỉ đạo tỉnh đã đề ra là kiên trì thực hiện mục tiêu kép, chủ động sáng tạo giữa phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế xã hội, cùng với đảm bảo an sinh xã hội. Các phương án đề ra đều phải đảm bảo thực hiện đồng bộ 3 nhiệm vụ chính yếu, phòng chống dịch, phát triển kinh tế, an dân, bảo vệ vững chắc vùng xanh, không để dịch bệnh lây lan từ bên ngoài vào tỉnh, từ các vùng có nguy cơ cao, nguy cơ sang vùng xanh và ngược lại trên địa bàn tỉnh. Người dân hãy tin tưởng sự lãnh đạo, triển khai công tác phòng chống dịch của tỉnh, đồng thời đấu tranh ngăn chặn, phản bác các thông tin xấu độc hại, sai sự thật về công tác phòng chống dịch. Chuyển sang tin tiếp theo, ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng tăng trở lại, tiếp tục phát hiện 2 ca ở cộng đồng. Thưa quý vị, tối ngày 21 tháng 9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 15 ca mắc COVID-19 mới. Trong số các ca mắc mới, có 5 ca được cách ly tập trung, 8 ca được cách ly tại nhà. 2 ca còn lại là 2 ca cộng đồng, gồm một trường hợp có triệu chứng để khám tại bệnh viện gia đình, một trường hợp là nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Anh, khu công nghiệp An Đồn, được bệnh viện 199 lấy mẫu định kỳ tại công ty. Các ca mắc COVID-19 mới ghi nhận trong ngày trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chủ yếu liên quan đến hai chuỗi lây nhiễm. Cụ thể, chuỗi lây nhiễm thứ nhất là chuỗi lây nhiễm từ bệnh nhân T công ty Matrix khu công nghiệp Hòa Khánh. Chuỗi lây nhiễm này ghi nhận thêm 8 ca mắc mới trong ngày, nâng tổng số lên 10 ca. Chuỗi lây nhiễm thứ hai là chuỗi lây nhiễm chưa xác định nguồn lây. Trong ngày, chuỗi lây nhiễm này ghi nhận thêm 4 ca mắc mới. Trong ngày, 3 bệnh viện điều trị COVID-19 của Đà Nẵng đã cho ra viện 61 bệnh nhân và hiện đang điều trị 699 bệnh nhân. Hiện có 39 trên 56 xã phường được công nhận là vùng xanh. Cụ thể, huyện Hòa Vang có 10 xã gồm Hòa Bắc, Hòa Khương, Hòa Tiến, Hòa Phú, Hòa Liên, Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Phước, Hòa Ninh, Hòa Châu. Quận Xanh Sơn Trà có 7 phường, gồm Am Hải Bắc, Mân Thái, An Hải Tây, Phước Mỹ, Nại Hiên Đông, Thọ Quang, An Hải Đông. Quận Xanh Ngũ Hành Sơn có 4 phường, Hòa Quý, Hòa Hải, Mỹ An, Khuê Mỹ. Quận Hải Châu có 8 phường, gồm Phước Ninh, Nam Dương, Hải Châu 1, Hòa Cường Nam, Bình Hiên, Bình Thuận, Hòa Thuận Đông, Hòa Thuận Tây. Quận Thanh Khê có 6 phường, gồm Hòa Khê, Thanh Khê Đông, Thạc Gián, Chính Gián, Xuân Hà, An Khê. Quận Cầm Lệ có 4 phường, gồm Khuê Trung, Hòa Thọ Tây, Hòa Phát, Hòa Thọ Đông. Cộng dồn từ ngày 10 tháng 7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 4.624 ca mắc COVID-19. Tin tiếp theo, tiết lộ nguyên nhân khiến nhiều người mắc COVID-19 dù đã tiêm đầy đủ vaccine. Thưa quý vị, tiêm vaccine thì không đồng nghĩa với hiệu quả bảo vệ tuyệt đối. Người dân vẫn phải tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo để hạn chế nguy cơ lây nhiễm. Theo các chuyên gia y tế, để chiến thắng và đẩy lùi đại dịch COVID-19, vaccine vẫn là chìa khóa. Tuy nhiên, thực tế ghi nhận các trường hợp đã tiêm vaccine vẫn mắc COVID-19. Vậy thì những yếu tố nào khiến một người đã tiêm vaccine có nguy cơ mắc COVID-19? Hiệu quả của vaccine Tiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ, Viện nghiên cứu ung thư City of Hope, California, Mỹ, cố vấn khoa học Ri Tím cho biết, vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech hoặc Moderna thường được biết đến với hiệu quả là khoảng trên 90%, AstraZeneca là hơn 70%, sau 2 hoặc 3 tuần tiêm mũi thứ hai. Điều này có nghĩa là không phải 100% người được trích vaccine của Pfizer-BioNTech, Moderna hoặc AstraZeneca không có nguy cơ bị nhiễm virus. Do vậy, người dân cần giữ ý thức phòng ngừa lây nhiễm dù được trích vaccine khi đang ở trong vùng dịch. Khi được tiêm chủng, các thành phần có trong vaccine kích thích cơ thể tạo ra kháng thể đặc hiệu. Các kháng thể này có khả năng nhận diện, bám lên bề mặt virus khi chúng có cơ hội tiếp xúc cơ thể bạn qua dịch trong người như nước, mũi, nước bọt và nước mắt. Các kháng thể này bám lên virus, cụ thể là protein S của virus, và bất hoạt chúng trước khi chúng chạm lên tế bào của bạn để vào bên trong. Do vậy, virus không thể xâm nhập vào bên trong tế bào của bạn và bạn sẽ không bị bệnh. Tiến sĩ Vũ nói rằng, để dễ hình dung, các kháng thể này như những tấm khiên được tạo ra để ngăn những mũi tên của quân địch bắn tới vậy. Mức độ hiệu quả của việc ngăn chặn những mũi tên này phụ thuộc vào chất lượng của những tấm khiên và mật độ của những mũi tên. Dĩ nhiên không có tấm khiên nào có thể đảm bảo 100% hiệu quả bảo vệ. Biến chủng nguy hiểm. Theo Tiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ, các chủng virus nguy hiểm hơn sẽ có xác suất nhiễm cao hơn. Đến nay có 4 biến chủng virus SARS-CoV-2 được WHO xếp vào nhóm đáng quan ngại: Alpha, Beta, Gamma và Delta. Trong đó, biến chủng Delta được đánh giá nguy hiểm nhất là chủng thống trị trên toàn cầu bởi khả năng lây lan cao. Tuy nhiên, theo vị chuyên gia này, người dân không nên quá lo lắng vì vaccine vẫn còn hiệu quả bảo vệ trước chủng Delta. Một nghiên cứu ở Anh cho thấy, đối với chủng Delta, hiệu lực của vaccine Pfizer vẫn còn 88%, AstraZeneca 67%. Trong dữ liệu trên ở Massachusetts, Mỹ cũng cho thấy hầu hết người đã vaccine đầy đủ, không nhập viện và không có ca tử vong nào. Hai ca nhập viện trong đó có bệnh nền. Ngoài ra, số liệu trên toàn nước Mỹ cho thấy khoảng 97% số ca nhập viện mới, 99,5% số ca tử vong do COVID-19 nằm trong số những người không tiêm chủng. Biến thể Delta có thể đem lại nhiều thách thức mới cho việc chống dịch của các nước trên thế giới và cả Việt Nam. Vaccine vẫn là chiến lược quan trọng nhất trong đại dịch này, tiến sĩ Nguyễn Hồng Vũ cho hay. So với những người chưa tiêm chủng, trường hợp đã được tiêm đầy đủ có ít nguy cơ bị nhiễm bệnh bởi chủng Delta hơn khoảng 5 lần. Khả năng nhập viện vì COVID-19 thấp hơn 10 lần và nguy cơ tử vong do biến thể này thấp hơn 11 lần. Thời gian kích hoạt hệ miễn dịch Tiến sĩ dược sĩ Phạm Đức Hùng, từng thực tập ở Đại học Harvard, Mỹ, tốt nghiệp tiến sĩ tại Đại học Leuven, Vương quốc Bỉ cho biết, các thử nghiệm lâm sàng cho thấy sau 4 tuần kể từ liều đầu tiên, vaccine COVID-19 đã có thể bảo vệ, giúp giảm nguy cơ phải nhập viện. Hai tuần sau liều thứ hai, cơ thể tạo ra khả năng miễn dịch chống lại virus SARS-CoV-2. Nhân viên y tế tiêm vaccine COVID-19 cho người dân thành phố Hồ Chí Minh. Sau liều vaccine đầu tiên, cơ thể cần thời gian kích hoạt hệ thống miễn dịch, nên trong vòng 2, thậm chí là 3 tuần, nguy cơ lây nhiễm của người được tiêm vẫn rất cao. Nhiều báo cáo ghi nhận bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 sau liều đầu tiên. Các nhà nghiên cứu không hề ngạc nhiên với điều này, kể cả khi đã tiêm đủ hai liều, bạn vẫn có khả năng bị nhiễm bệnh dù xác suất này không nhiều. Ngoài ra, một số nghiên cứu đưa ra nhận định, hiệu quả có khả năng giảm dần theo thời gian. Đó là lý do nhiều nước đang có kế hoạch tiến hành mũi tiêm nhắc lại sau 6 đến 8 tháng. Hệ miễn dịch Theo tiến sĩ Vũ, các nghiên cứu cho thấy hiệu quả của vaccine COVID-19 ở trong nhóm người có hệ miễn dịch bị suy giảm, cụ thể là các trường hợp ghép tạng, mắc bệnh ung thư, có khiếm khuyết về sự phát triển của tế bào miễn dịch, không cao như trường hợp có sức khỏe bình thường ngay từ những mũi đầu. Đồng quan điểm, tiến sĩ Phạm Đức Hùng cũng cho rằng, nguy cơ sẽ phụ thuộc vào khả năng miễn dịch của mỗi người. Người cao tuổi bị HIV đang dùng thuốc ức chế miễn dịch, bệnh nhân ghép tạng sử dụng glucocorticoid kéo dài có hệ miễn dịch kém những trường hợp này thường có mức độ bảo vệ từ vaccine thấp hơn hoặc suy yếu nhanh hơn khuyến cáo các chuyên gia khuyến cáo người dân nên tiêm đủ hai liều vaccine covid 19 tất cả vaccine được cấp hiện nay đều hiệu quả cao trong việc tạo kháng thể nhằm ngăn ngừa triệu chứng nặng dễ dẫn đến tử vong bên cạnh đó dù đã tiêm đủ hai liều vaccine chúng ta cần tiếp tục tuân thủ 5 k hãy đeo khẩu trang khi tiếp xúc người khác khử khuẩn tay vệ sinh môi trường không tụ tập, giãn cách tối thiểu 2 mét và khai báo y tế trung thực. Vaccine không phải là tất cả. Hãy ăn uống đầy đủ để cơ thể khỏe mạnh, sống tích cực hơn, tập thể dục nhẹ nhàng thường xuyên và có ý thức phòng bệnh. Người có bệnh nền nên điều trị và theo dõi để tránh nguy cơ diễn tiến nặng. Cuối cùng, người dân cần liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất khi có triệu chứng nghi nhiễm hoặc yếu tố dịch tễ liên quan COVID-19. Việc này giúp bạn chẩn đoán xác định sớm, cách ly điều trị nhanh, theo dõi chặt để giảm và ngăn ngừa các nguy cơ bệnh nặng. Tiến sĩ Phạm Đức Hùng nói. Chuyển sang thông tin, dịch diễn biến phức tạp, nhiều tổ trưởng dân phố ở thành phố Hồ Chí Minh áp lực đến mức phải bỏ việc. Thưa quý vị, nhiều ngày qua, ông BV, ngụ quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đã tạm ngưng công việc tổ trưởng. Việc vận động người dân tiêm vaccine, điền đơn đi chợ hộ đều do vợ ông gánh vác thay. Hơn 2 tháng giãn cách xã hội với nhiều mức độ, khối lượng công việc của ông so với thời gian trước tăng lên gấp 2-3 lần. Công việc tổ trưởng như làm dâu chăm họ vậy, đặc biệt khi nhiều người dân gửi đơn xin nhận trợ cấp lên phường, một số người được duyệt nhưng vài người thì không được. Từ đó họ chuyển sang đổ trách tổ trưởng làm việc không hiệu quả. Bên cạnh đó khi ông về vận động mọi người trích vaccine, nhiều gia đình khi biết là vaccine Viral đã nói thẳng rằng vậy ông tự trích đi kêu gọi làm chi? Vào những ngày giãn cách xã hội, tổ dân phố áp dụng hình thức đi chợ hộ, người dân cũng phàn nàn tổ trưởng làm việc tắc trách. Bởi lẽ đơn hàng siêu thị được đưa theo combo, người dân lại chọn từng món lẻ, dẫn đến nhiều tình trạng đơn bị trả về. Nhiều ngày chờ đợi không mua được hàng, một số người dân trong khu vực gọi điện phản ánh, trách móc tổ trưởng. Trước những áp lực này, ông về tạm ngưng công việc. Đa phần các tổ trưởng tổ dân phố đều là người lớn tuổi có bệnh nền. Dù đã được tiêm vaccine, nhưng việc đi lại tiếp xúc nhiều người dân trong khu vực cũng khá nguy hiểm. Theo chia sẻ của nhiều tổ trưởng, mức lương trợ cấp hàng tháng được nhận hơn 500 ngàn đây là con số không nhiều so với mức sống, khối lượng công việc mà họ phải gánh vác. Ông T, 54 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, đã không đi làm từ tháng 6 năm 2021 đến nay. Tuy nhiên, ông vẫn giải quyết nhiều việc liên quan đến tổ dân phố của mình, nên bận rộn suốt ngày. Khi thì hỗ trợ công tác phòng chống dịch, đi chợ hộ, phát quà, lúc lại trực chốt. Trước nhiều áp lực đặt trên vai, ông T phải cùng vợ tìm nguồn hàng trên Lâm Đồng để bà con mua. Từng gói bột chiên, chai nước mắm, mớ rau bó thịt được vận chuyển xuống thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày khi hàng cập bến, vợ ông phải ngồi lựa hàng phân loại, kiểm kê số thực phẩm. Ông phải đi phân phát từng nhà, thu tiền và nghe ý kiến đóng góp của bà con. Phải có sự trợ giúp của cả nhà, ông mới kham xuể hàng tá công việc. Bởi vì ngoài ông Tê, không có người dân nào chịu làm tổ phó. Vừa qua, ông Tê vận động các hộ có điều kiện kinh tế được hơn 20 triệu đồng tiền mặt để mua thực phẩm, gồm 300 kg gạo, 1.200 trứng gà, 400kg trái cây các loại, chia đều cho những người thuê nhà, các sinh viên đang bị mắc kẹt lại thành phố. Chị Thủy Vi, ngụ quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, ở tổ dân phố của tôi, người bị chửi nhiều nhất là bác tổ trưởng. Từ các vấn đề như vaccine, gói an sinh xã hội, người dân chỉ biết phàn nàn với tổ trưởng. Đứng ở góc độ người dân, tôi có thể thấu hiểu và đồng cảm với những áp lực mà họ đang gánh phải. Trong giai đoạn này, ai cũng bối rối vì dịch bệnh là điều chưa từng có trong tiền lệ. Chúng ta cần thông cảm với nhau hơn. Chuyển sang tin tức tiếp theo, Mỹ quyết định tặng thêm 500 triệu liều vaccine Pfizer-BioNTech cho các nước. Hãng tin dẫn đầu nguồn tin cho biết ngày 22 tháng 9 giờ Mỹ, Tổng thống Mỹ Joe Biden chủ trì hội nghị thượng đỉnh ảo về COVID-19, bề lề cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trong thượng đỉnh về COVID-19, dự kiến ông Biden sẽ thông báo cam kết mới trên. Trước đó ngày 21 tháng 9, ông Biden đã nói với Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về việc Mỹ đã chi hơn 15 tỷ đô cho phản ứng toàn cầu đối với COVID-19 để hỗ trợ hơn 160 triệu liều vaccine cho các nước khác. Mỹ cũng đã mua 500 triệu liều vaccine Pfizer-BioNTech và tặng cho chương trình COVAX. Ông Biden cho biết số vaccine nói trên đã đến 100 quốc gia và cho biết ông sẽ tuyên bố về các cam kết thêm của Mỹ trong ngày 22 tháng 9. Mỹ đang kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới chung tay kết thúc đại dịch COVID-19, trong đó có việc đảm bảo tiêm chủng cho 70% dân số thế giới trong năm 2022. Trong một diễn biến liên quan, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhắc lại việc Trung Quốc đặt mục tiêu cung cấp 2 tỷ liều vaccine cho thế giới trước cuối năm nay. Ông Tập cam kết như trên trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 21 tháng 9. Trong đó, ông Tập nhấn mạnh ý định hòa bình của Trung Quốc trong quan hệ quốc tế. Ông Tập cho biết Trung Quốc sẽ không bao giờ xâm lược, bắt nạt nước khác.